Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua một vụ lùm xùm cực kỳ náo loạn xảy ra trên đường Phan Trung tại trái tim của thành phố Biên Hòa. Cơn mưa đúng là đã không thương tiếc gì cho dân chúng, biến khu vực này thành sàn trượt ba tanh không cần giày. Cứ tưởng tượng cảnh tượng hàng trăm chiếc xe máy đồng loạt bốc đầu không hẹn mà gặp trên đoạn đường dài 200m thôi đã thấy vui không chịu được. Thời điểm 17 giờ, trời bỗng dưng xui rủi đổ mưa như chút nước, không những làm cho mặt đường ướt sũng mà còn phối hợp cùng dầu mỡ tinh nghịch từ cống trồi lên, tạo nên một màn trình diễn ngã sấp mặt không thể nào quên. Mấy ai biết được, màn đổ dầu này có thể do vài quán xá bán hàng không thương tiếc gì cho môi trường, hoặc một số người dân vô tư tạt nước bẩn ra đường như đang chơi trò múa rồng. Các nhà lãnh đạo thành phố thì đã nhanh chóng vào cuộc, hứa sẽ khắc phục sự cố này vào ngay trong sáng mai. Có vẻ như việc trượt ngã đồng loạt đã trở thành một môn thể thao mùa mưa phổ biến ở đây. Mà thực ra, nếu được tổ chức thi đấu, chắc hẳn môn trượt ngã xe máy sẽ thu hút không ít khán giả đấy. Về phía các tài xế, các chuyên gia lái xe an toàn khuyến cáo rằng khi trời mưa thì phải giữ bình tĩnh. Đừng phanh gấp như đang dự thi đua xe đạp, mà hãy từ từ giảm tốc độ, như thể bạn đang thưởng thức từng giọt mưa rơi. Còn nếu bạn đang đi xe số, thì nhớ về số thấp, nhả ga từ tốn như đang tán tỉnh ai đó vậy. Trong khi đó, người dân ở gần khu vực đã khéo léo đặt biển cảnh báo cẩn thận trơn trước đoạn đường hiểm trở. Có lẽ, mấy biển này sẽ là cứu cánh cho biết bao nạn nhân của sàn diễn mưa dầu này. Khi trời tạnh mưa, mọi thứ trở lại bình thường như chưa hề có cuộc chiến trượt trên đường Phan Trung diễn ra. Vậy là, cuộc phiêu lưu mưa gió tại thành phố Biên Hòa đã khép lại với bao câu chuyện éo le và cả những bài học đáng giá về cách ứng phó với bãi trơn. Hy vọng rằng, mọi người sẽ nhớ lấy những kinh nghiệm xương máu này để lần sau có thể lướt qua mọi thử thách một cách an toàn và đầy phong cách.